Chào mừng các bạn đến với giải pháp Excel. Hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề không liên quan gì tới Excel, nhưng mà cũng là một cái rất là hữu ích cho mọi người. Ngày nay chúng ta sử dụng điện thoại thì chắc chắn trên điện thoại của mỗi người không thể thiếu một cái công cụ để chat, để trao đổi thông tin. Cái mà chúng ta đang sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam đó là Zalo. Tuy nhiên một số người vẫn có thói quen dùng Skype, dùng Viber, dùng Facebook hay là dùng những cái công cụ chat khác. Tuy nhiên Zalo thì mình thấy rất là hay, rất là hữu ích. Mặc dầu sinh sau đẻ muộn, tuy nhiên thì Zalo đã có những cái sự cải tiến rất là tốt và nó đáp ứng được tất cả những cái tính năng để mà mình có thể giải quyết công việc. Do đó khi mình đi làm thì mình tương tác với rất là nhiều anh em trong ngành, trong nghề thì mình thấy rằng người ta sử dụng Facebook, Zalo nhiều khi nó cũng chưa có được hiệu quả lắm. Nhiều khi tạo quá nhiều nhóm hoặc là nhiều khi mình chat trên Zalo mình lạm dụng chat quá nhiều dẫn đến mình để trôi công việc. Trong khi Zalo có những cái chức năng rất là đặc biệt để mình phục vụ cho công việc nhưng mà nhiều người không biết cách sử dụng, không biết cách khai thác dẫn đến là mình bị lãng quên, mình không có theo dõi được những cái công việc của mình làm qua Zalo mà chúng ta hay gọi là bị trôi việc, bị trôi tin. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng Zalo một cách hiệu quả? Thì trong cái bài chia sẻ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn, những ai đang sử dụng Zalo, mình có thể mình điều chỉnh cái thói quen, điều chỉnh cái cách thức của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng Zalo nhằm cho cái mục đích công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Rồi bắt đầu nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thì khi các bạn đăng nhập Zalo thì thường các bạn đăng nhập trên điện thoại thì các bạn cũng sẽ có một cái giao diện trên máy tính. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết cái vấn đề trên máy tính trước. Trong một clip khác mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Zalo hiệu quả trên điện thoại sau ha. Rồi bây giờ mình mở Zalo trên máy tính lên thì Zalo trên máy tính nó có những cái gì? Đây là cái giao diện mặc định mình mở lên thì nó sẽ vào cho mình cái phần mà cái hộp thoại tin nhắn đó. Mục đích đầu tiên đó là để trao đổi công việc bằng chat. Trao đổi công việc nên nó sẽ vào trong cái tin nhắn trước. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thói quen chúng ta sử dụng Zalo, chúng ta cứ nhắn tin trao đổi qua lại với nhau, nhiều khi không đọc tin nhắn thì nó sẽ trôi đi và chúng ta không có kiểm soát được. Vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng như thế nào để cho nó hiệu quả? Ví dụ như bây giờ buổi tối hôm nay mình sẽ làm việc với những cái nhóm này. Nhóm này thì mọi người public mà nên họ sẽ nói rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì trong này mình sẽ quan tâm tới những cái gì thì mình cần phải note lại. Và những cái gì mình không cần quan tâm thì mình có thể cho nó qua. Thì những cái thứ này thì mình bỏ qua đi. Đầu tiên là mình cần phải biết cấu hình cái Zalo của mình như thế nào cho nó hiệu quả trước ha. Rồi bây giờ đầu tiên thì bạn sẽ thấy rằng là Zalo nó sẽ cho chúng ta phân loại. Phân loại. Phân loại thì nó sẽ có rất là nhiều các cái mà chúng ta đưa vào đây. Trong cái phân loại tìm kiếm của mình trong cái hộp thoại tin nhắn nó sẽ có những cái nhóm cũng có cá nhân cũng có. Thì như vậy mỗi lần chúng ta làm chúng ta hay có thói quen chúng ta vô đây chúng ta gõ. Chúng ta gõ chúng ta tìm. Tuy nhiên thì những cái mặc định của Zalo như ví dụ tất cả khách hàng rồi gia đình rồi bạn bè rồi công việc này nọ thì nhiều khi chúng ta lại quên đó. Do đó nên chúng ta không có xài những cái chức năng này đó. Nhưng mà cái này nó rất là hữu ích để chúng ta có thể nhóm lại, chúng ta có thể phân loại lại. Ví dụ như những cái nhóm gì mà chúng ta thấy chúng ta không có cần thiết quan tâm chúng ta có thể đưa vào đây đó. Chúng ta có thể thêm vào, như ví dụ là những cái nhóm mà chúng ta thấy nó không có quan trọng chúng ta có thể đưa vào đây đó. Ví dụ những cái nhóm này. Ví dụ như cái nhóm mà mình chuyển đổi số này, ISO đi, ISO, quá không, ở đây mình có nhóm nào không? Ở đây không có nhóm nào thì bỏ qua cái này, những cái kia mình đã đưa vào cái nhóm khác rồi. Ví dụ như ở đây mình đang có rất là nhiều cái nhóm ở đây đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thêm một cái nhóm mà mình đã có vào. Ví dụ như cái nhóm phần mềm đi ha. Ví dụ cái phần mềm này mình đưa vào đây. Rồi phần mềm. Tất cả những cái gì phần mềm mình sẽ đưa vào đây. Phần mềm. Mình sẽ đưa tất cả những cái nhóm phần mềm này vào đây để mình tiện cho cái mình trong cái việc quản lý. Ok. Thì như vậy
Thì ở đây mình rút tất cả những cái nhóm này liên quan tới những cái khách hàng của mình sẽ quản lý ở trong này. Tiếp đến là bây giờ công việc, ví dụ giả sử như cái nhóm này mình thấy nó cũng là cái nhóm phần mềm của mình có thể mình đổi nhóm nó lại, mình phân loại nó lại, nó sang là cái nhóm là khách hàng. Ok, hai cái nhóm này mình không còn xài nữa, mình delete đi. Sorry, mình delete luôn cái nhóm ha, mình xóa cái nhóm này đi, xóa mấy cái nhóm này đi, những cái nhóm nào mình không cần thiết là mình xóa hết đi, mình xóa những cái nhóm này đi, xóa, mình không tham gia cái nhóm này nữa, mình bỏ, mình không tham gia nữa. Để mà bỏ quỹ quỹ tham gia một cái nhóm, bạn vào đây ha, bạn vào chọn rời nhóm, thì khi bạn rời nhóm thì nó sẽ không còn trong cái danh sách nhóm của bạn nữa. Đó. À, nhiều người tham gia quá nhiều nhóm rồi cuối cùng mình nhắn tin, nhiều khi mình nhắn nhầm nhóm này qua nhóm khác. Đó. Mình rời bỏ cái nhóm này đi. Đó. Nhiều lúc chúng ta cũng cần phải sàng lọc lại cái Zalo của mình để mà mình đỡ bị rối. À, mình từng gặp những cái tình huống dở khóc dở cười, mình đang muốn nhắn tin cho nhóm này nhưng mà nhóm khác nhiều khi mình gõ nhầm, nó nhảy qua. Đó, nên các bạn nên sàng lọc lại ha. Đó thì như vậy, như khi các bạn làm việc là khách hàng thì các bạn vô đây công việc. À, bây giờ công việc mình sẽ thêm một số cái nhóm công việc của mình vào. À, ví dụ công việc của mình. À, mình có thể thêm cá nhân. À, mình có thể mình thêm nhóm, thêm nhóm vào. Ban ISO, ban nhóm. Những ai trong cá nhân của mình có thể mình thêm vào đây. À, mình thêm một vài cá nhân vào trước. Rồi, sorry, mình nhầm, mình nhắn nhầm, mình xóa cái nhóm này đi ha. Mình xóa cái nhóm này đi. Sorry, mình xóa cái nhóm này đi. Mình gõ nhầm, mình xóa cái nhóm, giải tán nhóm đi, mình gõ nhầm, mình tạo nhầm cái nhóm, sorry. À, mình phải thêm thêm cái nhóm vào trong công việc, mình thêm nhóm vào trong công việc. Ban ISO, ok, nhóm số 1. Nhóm thứ hai là kỹ thuật, ok. Mình nhận thêm những cái nhóm công việc của mình vào. Mình thêm những cái nhóm công việc của mình vào. Ok, ví dụ đây là mình sẽ thêm những cái nhóm này để mà mình muốn tìm những cái gì mà liên quan tới cái công việc của mình thì mình vào cái nhóm công việc. Ok. Đó, ok, mình vô công việc, mình sẽ đó, thì như vậy nó group lại cho mình, rất là tiện ha. Bạn có thể lập một cái nhóm mới. Đó, mình có thể mình chọn nhắn tin đồng thời cho những cái nhóm nào, mình nhấn đây ha. Mình chọn rất là nhanh. Đó. Ví dụ mình thêm một cái nhóm mới thì mình chọn một cái nhóm mới cho cái công việc này, cho cái nhóm công việc này thì mình có thể mình thêm vào đây. Ok. Rồi tiếp đến cái thứ hai. Cái thứ hai, bạn có một cái danh sách bạn bè thì cứ có bạn thêm vào thì cái này không quan trọng ha. Đơn giản rồi. Rồi tiếp đến là cái phần các cái thông báo. Thông báo thì những cái gì mà người ta thông báo cho bạn mà có lôi cái tên bạn vào thì bạn nên xem ở trong cái mục ưu tiên. Đó. Thì khi người ta có cái tên của bạn thì chắc chắn thì nó sẽ nằm ở trong cái sự ưu tiên. Đó. Những ai đó gọi cái tên của bạn thì nó sẽ nằm trong ưu tiên. Tiếp đến là những cái thông báo khác, là những cái thông báo rất là chung chung. Đó. Nhiều khi nó những cái tin nhắn ở trong nhóm hay là tin nhắn của cá nhân và mình thấy nó quan trọng hay không thì mình có thể mình xem lại sau ở bên này. Đó. Thì ở đây nó sẽ chia ra những cái thông tin nhắn mình chưa đọc, những cái tất cả những cái tin nhắn hay là ưu tiên hay là không thì bạn xem ở đây. Đó thì bạn lưu ý những cái menu bên trái này ha. Rồi trong cái danh bạ của bạn thì bạn cũng có thể bạn phân loại cái danh bạ của bạn giống như mình phân loại nhóm ha. Ví dụ đây mình có thể mình chọn đó, mình phân loại vào đâu. Ví dụ là cái này là gia đình. Ví dụ như mình thêm cái này phân loại vào gia đình. Đó. Đây mình phân loại vào trong gia đình của mình thì những cái nhóm mà những người trong gia đình của mình sau này mình tìm bạn bè mình, gia đình mình. Đó. Thì tất cả những ai là những thành viên trong gia đình của mình thì nó sẽ vào đây. Đó. Nhóm hoặc là cá nhân nó đều vào hết trong cái group gia đình này.
À, ví dụ như mình muốn thêm một cái nhóm mới, nhóm mới ví dụ như thêm một cái học Excel, học Excel, ok, thêm một cái thẻ mình xác nhận, ok. À, bây giờ mình thêm cái nhóm Excel của mình thêm một vài cái thành viên vào, ví dụ thêm vô, ví dụ mình thêm anh này, mình có thể thêm, ok, thêm một vài người vô. À, mình thêm một vài cái người mà học viên của mình vào, rồi mình thêm, ví dụ như vậy. Thì như vậy những cái nhóm học Excel của mình cứ có thành viên mới mình thêm vào, thì sau này mình muốn thêm cái nhóm học Excel mình liên hệ với mọi người mình list vô đây rất là tiện, đúng không ạ? Rồi những cái nhóm nào mà không liên quan, ví dụ mình có thể mình nhóm trả lời sau mình bỏ đi. Đó. Đây nó đang có nhóm thì thôi mình khỏi bỏ không được ha, bạn muốn bỏ mình delete đi. Tiếp đến là cái phần đánh dấu tích này. À, cái dấu tích này là những cái công việc mà bạn lên kế hoạch bạn cần phải làm, nó là cái to do list ha. Ví dụ bạn muốn cái công việc cần làm này của bạn, bạn có thể bạn tạo mới một cái công việc đó. Bạn nhập cái tiêu đề của đó, ví dụ là hôm nay mình làm cái công việc của mình là hướng dẫn sử dụng Zalo, ok. Rồi, hướng dẫn sử dụng Zalo trên máy tính, cách hiệu quả, ok. Rồi ví dụ mình giao cho ai, mình giao cho bản thân mình hay là mình giao cho người nào đó, mình có thể mình chọn hai ba người gì đó. Ví dụ thời gian, ví dụ mình giới hạn thời gian của mình là tới hôm nay là phải xong và mình giao việc, thì như vậy nó sẽ hiện cho mình một cái task. Đó, hướng dẫn sử dụng Zalo trên máy tính có hiệu quả và việc mình cần làm là nó sắp xếp vô đây. Đó, là hôm nay mình phải làm cái công việc này và mình đã nhận. Đó, ngày hết hạn, ví dụ mình chưa có quy định, mình có thể mình chỉnh sửa lại cái ngày hết hạn của mình. Đó, ví dụ là ngày hôm nay phải xong, ok, mình cập nhật lại thì ngày hôm nay mình phải làm xong cái việc này. Đó, và tại sao mình nên tạo task công việc. Đó, rất là nhiều người làm việc theo nhóm nhưng mà lại không tạo task, bởi vì mình làm việc mình không tạo task như vậy thì cái công việc mình nó sẽ trôi đi và mình sẽ không group nó lại được. Đó. Ví dụ giả sử như cái công việc này, nói là bây giờ là đang dạy nè, đó, mình chat này cái, rồi tiếp tục mình lại giao cho mình, rồi ví dụ mình chọn mình bình luận gì đó, mình thấy là ồ bài học hay quá, đó, mình cứ mình chat theo cái group Zalo này. Thì như vậy mình sẽ xem chi tiết công việc của mình ha, thì nó sẽ có hai cái comment này nó nằm trong này đó. Thì như vậy cái công việc này nó sẽ lock lại được lịch sử mình trao đổi tương tác với nhau trong này, và mọi người chỉ cần tap trong cái task công việc này cho tới khi bây giờ mình hoàn thành. Ví dụ ví dụ là học xong rồi nhé, mình chat tiếp ha, do mình ở đây mình làm có một mình các bạn có thể thử với nhóm của mình ha, rồi mình nhấn hoàn thành, ok, xong. Đó, xong rồi. Ví dụ mình muốn thêm cái gì đó nữa, mình có thể mình xóa công việc này, mình có thể mình đính kèm file, mình làm tất tần tật những cái gì trong này thì nó sẽ group hết lại theo cái task công việc này. Đó, thì việc này rất là hữu ích khi bạn triển khai một cái dự án, khi bạn triển khai một cái lệnh sản xuất, khi bạn triển khai một cái đơn hàng, thì các bạn nên nên tạo task trên Zalo nhé, đừng bao giờ nhắn theo kiểu cái thông tin là cái đoạn chat. Đó, thì bây giờ đến cái phần thứ hai là các bạn có thể biến một cái đoạn chat của bạn thành một cái nhiệm vụ. Ví dụ là hôm nay có học hay để ngày mai, mình biến cái này thành một cái giao việc. Đó, hôm nay học axis. Đó, ví dụ vậy, ok, mình giao cho mình. Đó, và mình muốn cái người này là anh Dũng này, anh sẽ tham gia. Đó, mình giao việc, ok. Đó, rồi mình giao việc đó, mình có thể mình xem cái công việc này và mình chỉnh sửa. Đó, đó, ví dụ mình muốn chỉnh sửa cái công việc này, mình sẽ học vào tối mai. Đó, hoặc là không thời hạn, hoặc là như thế nào đó. Đó, mình có thể mình chọn là học vào hôm nay, ok, mình cập nhật. Đó, ví dụ cái công việc này mình cũng có thể mình CC cho một cái người nào đó, giả sử như mình CC cho, đó, ví dụ như giờ mình chỉnh sửa lại cái công việc này ha, ví dụ là học office, là mình học, là mình CC cho cái anh Dũng này. Đó,
À, ví dụ CC cho anh này, bởi vì mình đang chat với anh, cập nhật. Ok. Đó. Thì hôm nay mình xem cái công việc này. Đó. Xem cái công việc này. Đó. À, hello gì đó ha. Ok. Rồi mình gửi cái. Đó. Ok. Thì cái đoạn chat này nó sẽ lock lại tất cả những cái gì mà chúng ta giao nhận. Đó. Ok. À, anh Dũng này, anh có thể anh chat với mình thì anh sẽ trao đổi tương tác với mình trong trong cái công việc này. Đó. Mình xem cái công việc này. À, mai học tiếp nhé anh. Đó, ok. Đó. Rồi bây giờ mai học tiếp nhé anh, thì bây giờ mình sẽ tạo tiếp một cái task công việc. Đó, ví dụ cái việc hôm nay hoàn thành. Ok. Mình xong, mình đã hoàn thành xong cái công việc này. Mình mai học tiếp nhé anh, mình lại tạo tiếp một cái task công việc cho ngày mai. Đó. Thời hạn là ví dụ giả sử như ngày mai mình sẽ học thì học trong ngày 1 tháng 5. Và mình sẽ học cái buổi học của mình lúc 21 giờ. Ok. Đó, mình sẽ hai người cùng học. Ok, mình giao việc. Ok. Rồi, mình sẽ giao cái công việc này cho mình và anh này cùng học và ok, học giờ này nhé anh, học lúc 9:21 giờ 00 nhé anh. Đó, ok, gửi cái. Đó, thì anh Dũng anh sẽ thấy được là mình chat với anh như vậy và cái công việc này mình sẽ lock lại được. Đó, mình xem chi tiết cái công việc này. Đó, mình và anh đã chat với nhau. Đó. Và mình sẽ không bị trôi cái công việc này. Đó. Và như vậy mình có thể mình tạo một cái nhắc nhở cho mình. Đó. Yêu cầu cập nhật. Đó. Thì anh Dũng anh có thể anh bình luận ở trên này. Đó. Ok. Tiếp đến là cái phần quan trọng thứ hai là cái thứ nhất là cái giao việc bạn ha. Thì như vậy bạn có thể bạn theo dõi được cái mức độ hoàn thành công việc của bạn này, những cái công việc của bạn cần phải làm này, những công việc của bạn đang theo dõi này. Đó. Zalo nó rớt hết lại. Đó. Nó cũng giống như là một cái phần mềm quản lý công việc. Đó. Nhiều người thích sử dụng. Đó. Ở đây anh Dũng này anh xác nhận là anh đã nhận cái công việc được giao rồi nè. Đó. Bạn cũng có thể bạn quản lý được ha. Rồi, bạn đang theo dõi cái công việc nào thì nó cũng sẽ hiển thị ra tất cả ở đây. Ok. Và những cái công việc nào mình giao nó sẽ hiện thông báo ở đây. Đó. Ok. Rồi, trạng thái là đã hai trên hai người đã nhận cái công việc này. Ví dụ như mình nhìn vào đây mình thấy là mình giao cho 10 người nhưng mà mới chỉ có 5 người nhận. Đó. Thì nó sẽ hiện thông báo ở đây 5 người nhận và mình có thể mình nhắc nhở mọi người. Đó. Mình nhấn vô đây để mình nhắc nhở mọi người là phải hoàn thành công việc hoặc là phải cập nhật cái thông tin cho mình, thì lúc đó mọi người sẽ cập nhật, nó sẽ drop hết vào đây. Ok. Rồi và bạn cũng phải nhắc các thành viên trong bạn là nhớ chat trong công việc, đừng chat trong Zalo nhé. Đó. Mình thêm cái bình luận này, cái bình luận này rất là quan trọng để mà bạn có thể bạn kết nối các cái thông tin lại với nhau theo một cái tác vụ. Rồi tiếp đến đến cái phần thứ hai là bạn có thể đánh giá cái mức độ hoàn thành của bạn trong cái thời gian bạn bạn triển khai các cái công việc đó. Thì ở đây nó có một số cái biểu đồ bạn có thể xem qua, như những công việc chưa nhận, những công việc đã nhận, những công việc đã hẹn, những công việc sắp đến hẹn, vân vân, thì nó rất hết lại cho bạn đó, rất là đầy đủ. Ok đó, tất cả công việc, những công việc tôi giao, những công việc tuần trước, những công việc tháng trước, hay là không chọn toàn thời gian, vân vân. Thì ở đây cũng là một cái báo cáo phân tích dữ liệu rất là nhanh để bạn coi lại cái mức độ hoàn thành công việc của bạn như thế nào. Ok. Rồi bây giờ tiếp đến là cái phần thứ hai, đó là chat. Chat thì Zalo thì đã cho cái tính năng mở cuộc họp ha, online để ví dụ mình có thể mình họp với nhóm của mình. Tuy nhiên thì nhiều người thì chưa có quen xài thì bạn có thể tạo một cái cuộc họp online ở đây. Hoặc là bạn có thể tham dự một cái cuộc họp với một cái ID mà của nhóm bạn được tạo, vân vân. Ok. Thì bạn có thể bạn tạo một cái cuộc họp mà bạn sắp lịch trước hay là sau đó. Đó. Bạn có thể thêm cái tùy chọn của bạn. Đó. Thì bạn có thể tạo một cái cuộc họp. Này, ở đây mình có thể tạo một cái cuộc họp. Đó, và sẽ gửi cái link này cho mọi người và có mật khẩu tham dự. Này giống y như Zoom. Đó, nếu các bạn sử dụng Zoom thì các bạn cũng có thể sử dụng Zalo để tạo cuộc họp rất là tiện. Ok, mình đóng lại cái cuộc họp mình ha. Đặt. Ok. Bây giờ tiếp đến là cái phần
Mình đã xong cái phần về cuộc họp ha. Trong cuộc họp bạn có thể tạo một cái cuộc họp, sau đó bạn sẽ gửi link cho những người khác cùng tham gia, hoặc là bạn có thể tạo một cái cuộc họp cho nhóm nhóm của bạn. Rồi tiếp đến là cái truyền file. Truyền file cũng là một cái công cụ rất là hữu ích trên Zalo. À, Zalo cho phép bạn truyền file qua lại giữa các thiết bị là máy tính và di động. À, ví dụ bạn muốn một cái file bạn gửi, thì cái này thì bạn có thể, ngày nay bạn sử dụng điện thoại di động thì bạn có thể sử dụng đồng bộ trên Cloud, Google Cloud hoặc là Apple để bạn có thể chuyển đổi cái hình ảnh, cái media của bạn lên. À, tuy nhiên thì Zalo thì nó cũng có chức năng này, thì bạn có thể sử dụng cái tính năng này để bạn truyền file cho bạn. À, tại sao bạn nên truyền file mà bạn không cứ để nó lưu tự nhiên? Bởi vì bạn lưu tự nhiên trong các cái hội thoại chat với từng cá nhân hoặc từng nhóm của bạn thì nhiều khi bạn đi tìm nó rất là khó, và nhiều khi bạn quên backup á, thì nó sẽ không có lưu về máy bạn. Còn nếu bạn truyền file thì nó sẽ lưu trữ rất là, để bạn có thể tìm kiếm nó nhanh hơn. Ok. À, tiếp đến là cái phần truyền file xong rồi, bây giờ mình sẽ tới cái phần nhắc nhắc hẹn. Nhắc hẹn thì nó cũng là một cái rất là hay. Giả sử như ví dụ như giờ bạn có một cái công việc mà bạn không muốn giao ở dạng là nhắc phải check là hoàn thành hay chưa hoàn thành, mà chỉ cần nhắc tới thời điểm đó là nhắc cho mình thôi bằng một cái thông báo gì đó. À, ví dụ như giờ mình vô đây, ví dụ như mình trao đổi với trong cái họp thoại này của mình, gia đình. Ok, mình vô một cái gia đình ha. Gia đình. Đây. À, ví dụ như đây là một cái lịch trình, cái thời khóa biểu của gia đình của mình, và mình xếp một cái lịch như vậy để mình nhắc cho cả mình lẫn vợ mình, giờ nào việc đó mình làm cái gì này, thì ngày nào nó cũng sẽ nhắc như vậy. À, ví dụ như hôm nay 19 giờ là mình phải dạy con học đó, 30 giờ mình phải tắm cho con, 18 giờ 30 là phải ăn tối, 17 giờ 50 là cho con ăn tối trước, rồi 17 giờ 15 là nấu cơm tối, rồi 17 giờ 15 thì cũng tắm con luôn, rồi đón con, đón thằng nhỏ, đón thằng lớn, đúng không? Thì mình xếp cho mình một cái thời khóa biểu như thế này đó. Mình xếp nó thì nó sẽ nằm hết trong danh sách này đó, những cái, và nó sẽ lặp lại. Mình có thể mình xếp cho nó hàng tuần hàng ngày như thế này. Thì làm thế nào để mình tạo như thế này? À, để tạo một cái nhắc hẹn, đầu tiên là bạn sẽ vào tin nhắn trước ha. Rồi, trong tin nhắn của bạn thì nó sẽ có cái phần danh sách các cái nhắc nhắc hẹn này, thì bạn có thể vô add một cái nhắc hẹn mới đó. Ví dụ nhắc hẹn là đi ngủ. Ok, đi ngủ. Bây giờ mình 30 phút nữa mình phải đi ngủ đi. Mình muốn cái này nó sẽ lặp lại hàng ngày, để cho Zalo nó nhắc mình là tới giờ này là phải đi ngủ đó nha. Rồi mình tạo cái nhắc hẹn này đó. Mình chọn nhắc hẹn thời gian này, hết hạn, mình chọn khác. Rồi ví dụ mình muốn lặp lại là hàng ngày, hàng tháng hay là không lặp lại. Ví dụ mình muốn hàng ngày nó phải lặp lại thì mình tạo cái nhắc hẹn này là cứ tới cái giờ này là nó bắt nhắc mình phải là đi ngủ đó, và sau 30 phút nữa kể từ hôm nay thì nó sẽ nhắc mình phải đi ngủ trước ha, để mà mình đi đúng giờ. Đó là cái cách mình tạo một cái nhắc hẹn mới, hoàn toàn mới. À, ví dụ như giờ mình muốn nhắc hẹn với gia đình mình. Ừ. Ví dụ như là dẫn con đi bơi. À, ok. Rồi mình tạo một cái nhắc hẹn thì ở đây nó có những cái nút chat này. Nút chat này ở đây. À, thì bạn có thể bạn tạo một cái nhắc hẹn ở đây cũng được. Đó, ví dụ mình gọi vô đây là dắt con đi bơi, hoặc là bây giờ mình sẽ chat với vợ mình. Đó, chat với gia đình mình. Sau đó mình sẽ chuyển nó sang một cái nút là nhắc nhắc mình nhắc. À, mình nhắc ha. À, tạo một cái nhắc. Tùy chọn khác. Đây, tạo nhắc. Đó, mình sẽ tạo nhắc hẹn. Ok. Dẫn con đi bơi. Ok. Mình muốn là ngày mai. Ngày mai sẽ dẫn con đi bơi, và bên mình sẽ đi bơi sớm vào lúc 6 giờ. Ok, 6 giờ sáng. Và mình sẽ muốn là trong một ngày mai thôi. Ngày mai thưởng cho nó đi bơi. Thì như vậy 6 giờ sáng Zalo nó sẽ tự động nó hiện thông báo, nó nhắc mình là dẫn con đi bơi.
Ok, thì đây là một cái tính năng nhất việc cũng rất là cần thiết mà chúng ta có thể tạo những cái cuộc họp để chúng ta mời mọi người là giờ đó. Bây giờ mình sẽ tạo một cha ha bạn ISO đi ha. Trong này bạn quản lý sẽ xếp. Thì ở đây mình sẽ có rất là nhiều cái hẹn. Ví dụ là hẹn họp hàng tuần của mình nè. Mình tạo những cái cuộc họp như thế này và mình nhắc mọi người là cứ tới thời gian tham gia. Thì những cái người mà họ tham gia thì họ sẽ xác nhận vào đây. Xác nhận ví dụ có một người tham gia. Ví dụ có những cái cuộc họp thì có nhiều người tham gia. Thì họ sẽ xác nhận vào đây. Thì ở đây chỉ cần nhắc thôi, không cần phải xác nhận bằng hành động là đã hoàn thành hay chưa hoàn thành ha. Nhắc thì có nghĩa là có tham gia hoặc là không tham gia. Còn giao việc là hoàn thành hay là chưa hoàn thành, nó khác nhau là như vậy. Rồi tiếp đến là cái tính năng là chụp màn hình. Ví dụ bạn xài Zalo rồi thì bạn chụp màn hình, bạn có thể nhấn vào cái biểu tượng này. Hoặc bạn sử dụng phím tắt. Nhìn vô biểu tượng này là để chụp màn hình ha. Ví dụ giả sử như mình mở Zalo nhưng mà mình cũng muốn mở cái trang này. Mình muốn mở Facebook. Thì bây giờ mình có thể mình mở Zalo, mình vẫn mở Zalo lên rồi sau đó mình nhấn vô cái nút này. Thì bây giờ nó sẽ qua đây, mình sẽ chọn, mình chụp màn hình, mình chụp một cái vùng nào đó. Thì sau khi mình chụp xong thì nó sẽ cho mình một số cái tùy chọn nè. Cái tùy chọn thứ nhất là cái dấu X này để mình xóa cái màn hình này đi. Mình cái dấu mũi tên này để chia sẻ cái màn hình này. Để mình đi chia sẻ trong cái Zalo của mình chia sẻ cho ai đó. Dù mình chia sẻ vô đây, truyền file mình ha, thì không có đụng tới ai hết. Rồi, ví dụ như giờ mình có thể mình chụp cái màn hình này. Mình chụp như đây thôi. Rồi sau đó mình muốn lưu lại cái file này trên máy tính của mình thì mình nhấn vô lưu. Hoặc là mình muốn copy vào cái bộ nhớ đệm của mình thì mình chọn copy. Mình copy vô cái bộ nhớ đệm thì mình có thể mình dán vào một cái Word, Excel, Ben hay là một cái phần mềm nào đó mà nó cho nhận, cho phép nhận cái clip bạc. Mình dán vô đây. Ok. Rồi tiếp đến là mình có thể mình chụp cái màn hình này. Mình sử dụng một cái phím tắt. Phím tắt thì ở đây nó có hai dạng. Thường là phím Ctrl A. Ctrl Alt và A. Một số máy thì nó là Ctrl Alt và F. Thì các bạn nhớ cái phím tắt này. Rồi nó sẽ cho mình chọn cái vùng này. Thì ở đây bạn có thể bạn điều chỉnh thêm chữ cho nó. Thêm chữ là hướng dẫn học Zalo. Ok. Rồi bạn cũng có thể bạn chọn những cái kiểu vẽ hình ảnh mũi tên rồi có thể tô màu vân vân. Rồi có thể chỉnh sửa cái này sơ, có một số cái tùy chọn chọn màu. Hay quá. Bạn có thể chỉnh sửa chọn màu sắc vân vân. Hay quá. Ok. Rồi, bạn có thể lưu nó lại hoặc có thể gửi cho ai đó. Mình có thể chia sẻ vô. Ok. Ngay cả khi bạn chọn một cái hộp thoại chia sẻ, bạn muốn tìm ai, bạn có thể click trên đây để bạn tìm cho nó nhanh. Thì cái nhóm mình nãy mình đã tạo từ đầu ha, rất là tiện. Ví dụ mình chọn tất cả, rồi sau mình truyền file chia sẻ một cái. Ok, thì bây giờ nó vô hết truyền file của mình rồi. Ok, rồi bây giờ tiếp đến là mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ đánh dấu sao. Đánh dấu sao là một cái cũng rất là hay nữa. Ví dụ sorry. Giả sử như giờ mình muốn làm việc với gia đình mình. Ví dụ như cái tin nhắn này. Tin nhắn này thì nó cũng không quan trọng lắm. Ví dụ như ngày mai dẫn con đi bơi, đây là một cái tin nhắn mình thấy cũng quan trọng, mình muốn đánh dấu sao nó thì mình click vô cái tin nhắn này, sau đó mình chọn mình đánh dấu sao cho cái tin nhắn này. Mình đánh dấu cái tin nhắn này thì sau này tất cả những cái tin nào mà mình đánh dấu sao á, thì nó sẽ nhóm mình lại vô cái mục là tin quan trọng ha. Những cái tin nhắn quan trọng nó sẽ nằm lên trên. Ok. Những cái tin nào mình đánh dấu sao thì nó sẽ nằm lên trên. Ok. Rồi bây giờ tiếp đến là trong cái phần cài đặt. Thì trong cài đặt thì một số cái mặc định của Zalo rồi, thì cái này thì nó cũng giống như những cái phần mềm khác thôi. Tuy nhiên thì cái chỗ này bạn cần phải lưu ý là cái phần lưu trữ ha.
Cái phần lưu trữ thì bạn có thể xuất dữ liệu của bạn ra nè, bạn xuất tất cả những cái tin nhắn, cái hình ảnh về máy tính của bạn. Thì để tránh cái trường hợp bạn bị mất dữ liệu khi máy tính của bạn bị reset hoặc là bạn không có lưu backup, thì bạn có thể xuất dữ liệu của bạn lưu vào máy tính của mình. Đó. Bạn có thể chọn lại cái đường dẫn để bạn lưu lại. Nó lưu tất cả những cái hình ảnh, các cái tập tin, các video, các cái tin nhắn của mình lại. Đây là tổng của mình là 4,6 GB, nó sẽ lưu hết lại, bạn chọn xuất. Ok. Thì chọn thứ hai đó là mình có thể mình quản lý file. Tất cả những cái file mà mình đưa vào á thì nó sẽ nằm trong này. Rồi những cái gì mình đưa mình backup vào trong Drive. Drive ha. Mình có thể mình đồng bộ trên Drive, lát mình sẽ nói bằng phần đồng bộ trên Drive ha. Mình đồng bộ. Rồi. Tiếp đến là mình sẽ nhập dữ liệu. Zalo cũng cho phép mình nhập dữ liệu từ những cái file mà mình đã backup. Khi mình backup đi thì nó sẽ cho mình đẩy ngược dữ liệu trở lên lại, để mà nhiều khi mà mình bị cài lại máy tính, mình vẫn có thể mình lấy được những cái lưu liệu cũ hơn. Ok. Rồi, bây giờ tất cả những cái tin nhắn của mình ở đây, mình có thể mình backup lại được trên Drive của mình. Đó. Mình backup. Backup lại. Vô cài đặt. Để mình coi thử backup sao lưu nó nằm ở đâu rồi. Sao lưu nó sẽ cho mình một cái chức năng nữa là sao lưu trên Drive. Sao lưu trên Drive, mình phải có cái chức năng sao lưu trên Drive. Sao lưu trên Drive. Sao lưu trên Drive, sorry. Đây. Không phải cái này là gửi file từ Drive ha. Mình coi thử sao lưu trên Drive nó nằm ở đâu. Tài khoản. Sao lưu lên Drive đồng bộ. Phải có cái đồng bộ để mình coi thử do cái này mình thông tin phiên bản bao lỗi ngôn ngữ công cụ lưu trữ cài đặt cái gì mình không biết thì mình vào Google ha. Sao lưu Zalo vào Drive. Mình vừa mới sao lưu vừa từng rồi thì lúc đó thì Zalo nó hiện cái thông báo. Chọn góc bên dưới màn hình biểu tượng cài đặt, chọn sao lưu vào đồng bộ tin nhắn. Đúc tròn sao lưu. Trên Android thì nó cho trên PC. Mình đồng bộ hôm bữa mình đồng bộ trên Android. Bạn đi tới phần sao lưu và khôi phục tại sao lưu. Bây giờ mình sẽ đi tới sao lưu và cài đặt lưu trữ. Năng thiếu công cụ.
Tin tắt trên này nó không có, trên điện thoại của mình thì có, trên điện thoại thì có sao lưu và cài đặt. Để mình coi lại. Trên điện thoại thì có cái nút sao lưu và cài đặt tài khoản, sao lưu và đồng bộ tin nhắn. Trên điện thoại thì có nhưng mà trên máy tính thì không có. Có thể là do trên máy tính là nó đã tải về trên máy tính rồi nên nó không có cái chức năng online. Để mình kiểm tra lại trên Google có cái trang nào hướng dẫn cái này không ha. Cách sao lưu và đồng bộ trên máy tính. Như trên máy tính, trên điện thoại thì nó có luôn cái nút này. Nhưng mà mình bữa giờ mình không có kiểm tra trên máy tính ha. Trên này cũng chỉ hướng dẫn trên máy trên điện thoại thôi. Nếu mà trên điện thoại thì các bạn cứ vào cái nút cài đặt của Zalo, rồi sau đó bạn chọn sao lưu và đồng bộ, và sau đó bạn nhập cái tài khoản Drive của bạn để bạn đồng bộ. Còn trên máy tính thì dường như mình không thấy, khả năng là trên máy tính nó không chưa có cái chức năng này. Thì các bạn để ý là phải có sử dụng cái chức năng này để tránh cái trường hợp là Zalo của bạn một ngày nào đó nó đầy thì tin nhắn của bạn nó sẽ bị mất nhé. Rồi trong cái phần chat của bạn nó luôn có những cái biểu tượng này. Cái này không quan trọng, các cái emotion thì không quan trọng, cái này là để thêm hình. Thêm hình, cái này là để thêm file, cái này rất là quan trọng nha. Thông thường bạn muốn gửi hình cho người ta thì bạn cứ như vậy bạn chọn bạn gửi vào đúng không ạ? Nhưng mà bạn gửi như thế này thì cái hình của bạn nó sẽ nén lại và nó đẩy lên Zalo để cái dung lượng của nó là bé nhất. Nhưng mà trước bạn như muốn gửi hình in thì như vậy thì nó sẽ giảm độ phân giải. Thì các bạn sẽ chọn là gửi file nhé. Đó, bạn sẽ chọn tệp. Zalo nó rất là hay ở chỗ là nó cho mình gửi luôn cả thư mục luôn nha. Đó, bạn có thể chọn luôn cả thư mục bạn gửi đi, rất là tiện. Đó, bạn có thể bạn gửi luôn cả thư mục luôn. Bạn gửi cả thư mục nó cũng cho luôn. Nên mình thấy rằng Zalo nó thông minh, nó rất là tiện ở chỗ này. Đó, bạn có thể gửi cả một cái thư mục. Ví dụ như mình chọn một cái invoice này. Trong này nó không có item. Đây, ví dụ đây. Select. Thì nó sẽ nén cái thư mục này lại. Và nó gửi nguyên cái thư mục này đi tới cho cái đơn vị nhận luôn. Cái này thì rất là tiện. Skype thì nó lại bốc lúc nào gửi phải nén file hoặc là gửi file thôi. Zalo cho mình gửi luôn nguyên một cái thư mục rất là tiện. Mình click vô cái thư mục này mình sẽ thấy được những cái file cũng như thư mục con trong này. Click vô trong cái thư mục con nó sẽ thêm được tất cả những cái gì nằm bên trong cái thư mục này, rất là tiện. Đó. Cái thứ hai nữa, đó. Zalo cho gửi tới 1 GB. Đó. Thì cái này mình thấy rằng Zalo nó tuyệt vời hơn Skype. Skype ngày xưa là cái công cụ để người ta chat trong công việc, người ta truyền file gửi file. Nhưng mà từ khi Zalo qua đời ra đời thì dường như người ta hạn chế lần Skype, bởi vì Skype nó rất là nhàm chán, dường như giao diện của nó hơn cả chục năm nay nó không có gì thay đổi. Zalo thì người ta lại cập nhật rất là nhiều những cái tính năng hay. Rồi bạn có thể chụp hình để gửi cho người ta, ví dụ phím tắt là Alt Control F ha, rồi mà máy mình thay thêm là Alt Control A, Alt Control F đều được ha. Rồi bạn có thể bạn gửi chụp không kèm cửa sổ hoặc là chụp với cái cửa sổ của Zalo của mình sẽ chọn hai cái phím tắt này ha. Ok, rồi bạn có thể gửi một cái danh bạ, mình gửi danh thiếp của ai đó trong Zalo của mình cho một cái người nào đó, mình chọn cái chức năng này ha. Ví dụ mình muốn gửi cái danh thiếp của cái anh này cho mình gửi cái danh thiếp này đi để giới thiệu cho ai đó. Mình có thể mình tạo một cái nhắc hẹn giống như mình có hướng dẫn lúc này vào đây. Để mà nó nhắc mình tới cái giờ đó, ngày đó là phải làm cái việc gì đó. Và nếu mình tham gia thì mình chọn là xác nhận đã tham gia. Tiếp đến là mình sẽ tạo một cái task công việc. Thì nãy mình có hướng dẫn rồi, tạo task công việc là để mình phân chia rạch ròi công việc này với công việc khác và để mà người ta sẽ chú tâm vào biết là cái việc đó đã làm hay là chưa làm. Và mình có thể chat để mình group những cái note của mình nó đi theo cái công việc đó, nó không bị trôi. Nếu mình chat bình thường thì Zalo nó sẽ bị trôi. Ngoài ra nếu mình muốn định dạng cái tin nhắn của mình có thể định dạng lại cái tin nhắn của mình
phông chữ này nọ, kích cỡ chữ, mở rộng, mình có thể tùy chọn lại cái định dạng cho mình để mình gửi đi. Đó. Rất lớn, nhỏ, trung bình, đó. Màu chữ, đó. Mình muốn bỏ những cái gì đó trộn vô đây, đó. Cài đặt. Đó. Mình có thể soạn nguyên một cái đoạn văn bản mình gửi cho người ta. Rồi mình muốn đánh dấu cái tin nhắn ưu tiên của mình, đó. Cái này cũng rất là hay. Ví dụ như mình đang chat với một ai đó, mình báo u khẩn cấp. Bây giờ gửi báo cáo gấp nha. Đó. Chat thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo khẩn cấp. Đó. Để cảnh báo cho mọi người là mình phải lưu ý cái tin này nha, đừng có để nó trôi nha. Rồi tiếp đến mình có thể mình gửi một cái file từ Drive của mình, thì bắt buộc là Zalo nó phải kết nối được với Drive. Thì cái này thì các bạn chỉ cần kết nối Drive và coi trong Drive mình có cái gì mình cần gửi, mình click gửi. Đó. Ok. Đó là tất tần tật những cái gì mà liên quan tới Zalo. Đó, ví dụ như mình muốn gửi cho một ai nào đó, mình muốn réo tay họ lên thì mình gọi a còng. Ừ. Ví dụ là mình dùng trong cái nhóm chat đi ha. Trong cái nhóm chat này mình muốn réo tay ngay đó. Đó, mình gửi chọn a còng ha, thì mình kéo tên của người nào đó vô. Đó, ok. Ok. Thì như vậy thì cái phần Zalo của mình thì cơ bản là xong. Bây giờ trong cái nhóm của mình sẽ cài đặt ha. Cái nhóm rất là quan trọng. Ví dụ mình cài đặt phân quyền trong cái nhóm này của mình. Đó, những cái quyền gì mình cho phép, những cái gì mình không cho phép, nó nằm hết bên này. Đó, tiếng Việt rất là rõ ràng. Mình có thể thay đổi ảnh địa điểm, dám có thể cho phép ghim tin nhắn nhóm hay không. Rồi có tạo ghi chú hay không, tạo bình chọn hay không. Rồi phê duyệt chế độ thành viên mới. Vâng. Mình muốn thành viên mới, Zalo cho phép mình tạo một cái nhóm với tối đa là 1.000 thành viên. Ok. À, mình muốn đánh dấu tin nhắn từ trưởng nhóm hay không? Đó. Muốn cho phép các thành viên mới đọc tin nhắn gần nhất hay không? Đó. Cho phép người dùng tham gia nhóm hay không? Hay là muốn chặn đã rời khỏi nhóm là muốn. Đó. Ok. Rồi, mình cho phép người dùng tham gia nhóm hay không? Thì mình mở cái này lên. Đó. Muốn tắt cái này, nhấn vô đây. Ok. Rồi mình muốn thêm trưởng phó nhóm thì mình thêm người vào đây. Đó, ví dụ mình thêm phó nhóm vào đây. Đó, anh đi, thêm vào. Ok, là đào là phó nhóm, mình là trưởng nhóm. Ok. Rồi mình có thể mình cài đặt tất tần tật những cái gì liên quan tới cái nhóm của mình thì nó nằm ở đây. Ha. Thì thực ra thì cái phần cài đặt của nhóm Zalo thì nó chưa được nhiều đa dạng giống như những cái nhóm như của Telegram. À, tuy nhiên thì nó cũng cơ bản nó đủ xài. À, một ngoài năng có một cái tính năng gọi là tính năng vote. À, ví dụ như là hôm nay đi chơi có vui không? À, ví dụ mình đặt một cái câu hỏi như vậy và mình tạo một cái vote. À, ví dụ mình tạo một cái bình chọn ha. Ví dụ mình tạo một cái bình chọn. Ví dụ mình tạo một cái bình chọn ha. Bây giờ mình tạo cái bình chọn này. À, mình sẽ tạo một cái bình chọn. Chọn đâu rồi? Okay. Tạo bình chọn đây, tạo bình chọn hôm nay đi chơi vui không. Đó. Ví dụ mình lựa chọn ở đây là rất vui. Đó. Vui là bình thường, rồi chán. Chán phèo. Ok. Tạo cái bình chọn này. Rồi, giờ mình bình chọn cái đi. Rất vui. Ok. Thì như vậy các thành viên trong nhóm mình có thể tạo các bình chọn này. Đó, ở đây mình có thể mình cài đặt lại cái bình chọn của mình ha. Mình có thể gửi tin nhắn, có thể khóa bình chọn nếu mình muốn giới hạn cái thời gian bình chọn của mình khóa lại. Ok. À, mình muốn có thể cho người dùng thêm lựa chọn thì mình có thể thêm lựa chọn vào. Rồi, trong cái phần này nữa nó có một cái mục nữa là tạo ghi chú. À, cái ghi chú cũng là một cái rất là hay. Mình tạo những cái nốt, nó giống như là những cái đoạn chat thôi. Đó. Đó, ngày mai là ngày quốc tế lao động. Lao động nên nhà mình sẽ làm một việc ý nghĩa là trồng cây. Đó, ví dụ vậy. Đó, mình hiển thị cái thông báo này cho mọi người.
có thể chọn một cái biểu tượng gì đó ha, rồi mình ghim lên đầu cái cục cầu chim. Thì như vậy là cái bản tin của mình nó đã được ghim lên đây đó. Ok, đóng lại. Đây là một cái tin nhắn mà nó là dạng ghi chú, nó khác hẳn với lại cái đoạn chat ha, nó khác với cái đoạn chat. Thì trong cái nhóm của mình thì nó sẽ khác biệt là những cái ghi chú này ha. Ok, thì đó là tất tần tật những cái kỹ xảo, những kỹ thuật về Zalo mà bạn có thể tìm hiểu ha. Bạn có thể làm tất cả những cái việc này, bạn có thể phân loại nhóm của bạn, bạn có thể bạn tạo các cái tác vụ, tạo các cái nhắc hẹn, tạo các cái đánh dấu sau, các cái tin nhắn, hay là gửi những cái thông báo khẩn, tạo những cái bình chọn, hay là bạn có thể bạn tạo cài đặt những cái nhóm của bạn để bạn quản lý nó một cách hiệu quả nhất. Hy vọng cái chia sẻ này của mình nó sẽ giúp ích được cho bạn trong cái việc sử dụng Zalo để quản lý công việc, và mình tối giản cái thời gian để mà mình chat chat chat. Thay vì như vậy, bạn nên tạo những cái tác vụ công việc để bạn quản lý nó theo một cái group, và bạn tập cho nhóm của bạn cũng nên làm việc trong cái bình luận hơn là mình cứ mình chat chat rồi cuối cùng cái tin nhắn nó trôi đi, sau này không có tìm lại nổi. Bởi vì quá nhiều cái thông tin thì lúc đó nó sẽ bị sao lãng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.